Trên cả nước thì cũng có rất nhiều các hoạt động chào đón năm mới 2024 được tổ chức, đặc biệt là chương trình countdown tại thủ đô Hà Nội và bắn pháo hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy tình hình thời tiết ngày hôm nay thì có thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động chào đón năm mới hay không? Phóng viên Quốc Sáng đang có mặt tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lúc này thì thời tiết ra sao và diễn biến trong ngày tại Hà Nội như thế nào với anh Quốc Sáng? Vâng, xin chào anh chị và quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và thời tiết lúc này ngoài trời thì cũng khá đẹp, trời tạnh ráo, không mưa, không quá lạnh với mức nhiệt khoảng 20 độ C. Và tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm thì ngày hôm nay sẽ diễn ra rất nhiều các sự kiện và các hoạt động được tổ chức để chào đón mừng năm mới 2024. Trong đó phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ được mở cửa thêm một ngày đến hết ngày mai, mùng 1 tháng 1 năm 2024 để người dân và du khách có thể vui chơi. Và theo tôi quan sát thì xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được trang trí rất là nhiều tiểu cảnh cây hoa cũng như các dòng chữ chúc mừng năm mới 2024 rất đẹp mắt. Vì thế mà ngay trong ngày hôm qua thôi thì đã có rất nhiều người dân và du khách đổ về đây cũng như là các địa điểm vui chơi khác của thủ đô như là Sở Thú Hà Nội hay là Công viên Thống Nhất cũng đã được diễn ra lễ hội miền hoa với nhiều loài hoa khoe sắc độc đáo. Và quý vị không thể bỏ lỡ đó là sự kiện countdown đếm ngược chào đón năm mới 2024 sẽ được diễn ra vào thời khắc chuyển giao sang năm mới vào đêm nay, được diễn ra tại hai địa điểm là Quảng trường Cách mạng tháng 8 và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều người dân và du khách đến để tham dự. Và thời tiết trong ngày và đêm nay cũng rất thuận lợi để người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Cụ thể thế nào thì tôi sẽ còn thông tin tới quý vị trong ít phút tới. Xin mời trường quay ạ. Cảm ơn anh Quốc Sáng. Thưa quý vị, Sapa, Lào Cai dịp này thì cũng là một điểm đến của nhiều người dân. Du khách có thể chiêm ngưỡng những gốc anh đào trổ bông rực sắc hồng và săn băng tuyết nữa, cũng như thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút vào tối nay để có thể tiễn năm cũ đón năm mới 2024. Sapa dự kiến đón trung bình khoảng 30.000 lượt khách du lịch mỗi ngày trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay sẽ có thêm nhiều địa điểm mới để người dân có thể tham gia sự kiện đếm ngược chào đón năm mới 2024. Vâng, và phóng viên Đức Hạnh đang có mặt tại một trong những điểm đến đó thì sẽ chuyển đến quý vị không khí chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này. Ngay bây giờ thì với trò chơi này chúng ta sẽ cùng nhau tham gia. Vâng, kính chào quý vị. Đây là không gian sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2024 tại thành phố Thủ Đức. Và dự kiến trong tối ngày hôm nay thì tại không gian này sẽ đón khoảng 40.000 người. Và quý vị cũng có thể thấy lúc này thì mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Phía bên kia là sân khấu sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật. Lúc này thì các nghệ sĩ vẫn đang miệt mài tập luyện để phục vụ đến khán giả những cái chương trình cũng như là tiết mục hấp dẫn nhất. Không chỉ là chào đón năm mới bằng những cái chương trình nghệ thuật đâu mà tại đây còn diễn ra rất là nhiều những hoạt động khác nữa. Quý vị cũng có thể ngắm màn biểu diễn bắn pháo hoa tầm cao trong một cái không gian khá là hiện đại, có thể thấy được thành phố Hồ Chí Minh thay đổi như thế nào trong những năm vừa qua. Cùng với công viên bờ sông Sài Gòn tại khu vực thành phố Thủ Đức thì tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều những hoạt động chào đón năm mới khác, như là đường sắt thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức chương trình nghệ thuật countdown chào đón năm mới với chủ đề là rực rỡ Việt Nam. Ở những cái khu vực ngoại thành thì cũng có rất là nhiều những cái hoạt động nghệ thuật để người dân có thể thưởng thức và chào đón năm mới. Mặc dù là năm qua là một năm khó khăn nhưng mà việc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức rất là nhiều những cái chương trình, những cái hoạt động chào đón năm mới thì cho thấy là những nỗ lực của thành phố để cho người dân có thể đón năm mới 2024 trong niềm vui, niềm phấn khởi cũng như những niềm hy vọng mới. Còn tại Đà Nẵng, địa điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Tết Dương lịch thì ngày cuối cùng trong năm chắc cũng có nhiều khác biệt so với những nơi khác. Phóng viên Thanh Huyền sẽ thông tin thêm về các hoạt động đón năm mới tại thành phố Đà Nẵng. Vâng, thưa quý vị, thời tiết ngày cuối cùng trong năm ở thành phố Đà Nẵng tương đối là thuận lợi, trời khô ráo và hơi se lạnh. Với những ai có kế hoạch đi vui chơi ngày hôm nay thì sẽ rất là tuyệt vời. Lúc này thì còn khá là sớm và ngày nghỉ cuối cùng trong năm thì cũng là ngày chủ nhật. Thế cho nên có lẽ các hoạt động ngoài trời sẽ diễn ra trễ hơn thường ngày một chút. Tuy nhiên ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng có khá nhiều các hoạt động vui chơi giải trí và các điểm check-in để phục vụ người dân và du khách tham quan. Thành phố đã lắp đặt 3 điểm check-in ở các điểm công cộng. Dù còn sớm nhưng nhiều người đã tranh thủ ra đường tập thể dục và tận hưởng không khí trong lành ngày cuối năm với niềm vui và hy vọng cho năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn. Mong ước của em trong năm 2024 là có thể có rất nhiều sức khỏe và em mong rằng là tất cả mọi người sẽ luôn bình an và có một cuộc sống, có một năm mới 2024 trọn vẹn hơn ạ. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất chúng ta cần là hòa bình.
bình yên cho thế giới, cho gia đình tôi, con trai tôi và vợ tôi nữa. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn. Tối nay, chương trình nghệ thuật Cao Đao Đà Nẵng 2024 sẽ diễn ra tại khán đài pháo hoa dọc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Nẵng, nhằm kích cầu du lịch và lan tỏa những thông điệp tích cực, mang đến không khí vui tươi, hạnh phúc và bình an cho mọi người trong mùa xuân mới. Còn với thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm và là cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vậy mà vào những dịp lễ Tết thì nơi đây thường có rất nhiều những hoạt động sôi nổi, hấp dẫn để có thể phục vụ người dân ở trong vùng cũng như là du khách gần xa. Vâng, và đặc biệt là khi mà dịp Tết Dương lịch này lại trùng với thời điểm mà thành phố Cần Thơ kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương. Và phóng viên Quốc Thới từ thành phố Cần Thơ sẽ thông tin chi tiết. Vâng, năm nay đúng vào dịp thành phố Cần Thơ kỷ niệm tròn 20 năm trực thuộc Trung ương, nên sẽ có một chuỗi các sự kiện được tổ chức. Là chủ hoạt động diễu hành nghệ thuật, sẽ có 20 đoàn với nhiều lực lượng khác nhau. Hương sắc Tây Đô là chủ đề của phần biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Một trong những hoạt động về văn hóa mà du khách khó có thể bỏ qua là lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Tân An, quận Ninh Kiều. Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Nam Bộ, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ hội diễn ra đến hết ngày mai. Trong đó đáng lưu ý là lễ thỉnh linh thần du ngoạn, chánh tế, tế thần nông, xây chầu đại bội. Dịp này, ban tổ chức còn rước đoàn hát tuồng cổ về để biểu diễn phục vụ bà con. Du khách có thể trải nghiệm đầy đủ các hoạt động vui chơi giải trí kết hợp với những sự kiện lễ hội nói trên ở các điểm du lịch miệt vườn. Nếu du khách yêu thích sông nước miệt vườn, có thể du ngoạn bằng tàu, hành trình khám phá chợ nổi Cái Răng, đón khoảnh khắc bình minh nơi đây. Ngoài ra trên tuyến thì còn có nhiều điểm du lịch có tính trải nghiệm cao. Xin mời trường quay tiếp tục với chương trình. Vào tối nay, chương trình đặc biệt mang tên Việt Nam Hành Trình Rạng Rỡ sẽ cùng quý vị nhìn lại một năm 2023 đầy cảm xúc để chuẩn bị chào đón năm mới 2024. Đồng hành cùng khán giả cả nước trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tất cả sẽ được kể bằng âm nhạc đặc sắc với những câu chuyện về một năm 2023 với nhiều dấu mốc đầy tự hào hướng tới Việt Nam rạng rỡ, phồn vinh hơn trong năm mới 2024. Không khí đón năm mới của người dân cũng sẽ được truyền tải qua 3 điểm cầu, bao gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và Quảng trường Ánh Dương, Sunset Town, Phú Quốc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của tập đoàn Sun Group, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và ứng dụng VTV Go từ 10 giờ đêm nay, 31 tháng 12. Vâng, và thời gian đêm nay tại Hà Nội thì cũng lý tưởng để chúng ta tham gia các hoạt động chào đón năm mới rồi. Còn các khu vực khác trên cả nước thì sao? Mời quý vị gặp lại anh Quốc Sáng với những diễn biến thời tiết cả ba miền đất nước. Vâng ạ, thời tiết ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội cũng như trên khắp cả nước thời tiết sẽ khá là đẹp đấy ạ. Tại thủ đô Hà Nội thì trong ngày trời sẽ tạnh ráo, khả năng mưa là khá thấp và trời cũng ấm áp với mức nhiệt cao nhất khoảng 25 độ C. Quý vị chỉ cần diện những chiếc áo khoác mỏng là có thể thoải mái với các hoạt động vui chơi ở ngoài trời. Đến đêm nay thì thời tiết cũng sẽ không mưa, vào thời khắc chuyển giao sang năm mới, nhìn chung thời tiết cũng không quá rét đâu ạ, với mức nhiệt khoảng 20 độ C. Rất là lý tưởng để quý vị tham gia chương trình Cao Đao Đếm Ngược tại khu vực bờ Hoàn Kiếm vào đêm nay. Còn tại khu vực miền Trung như thành phố Đà Nẵng thì dự báo trong ngày và đêm nay có mưa nhỏ không đáng ngại, đan xen vẫn có những khoảng tạnh ráo và gió biển cùng với hơi ẩm từ mưa thì sẽ mang đến cảm giác lành lạnh vào đêm nay với mức nhiệt vào khung giờ 0 giờ khoảng là 23 độ C. Với thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi sẽ bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2024. Người dân sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc trên bầu trời. Với các điều kiện thời tiết thì vô cùng lý tưởng, trời không mưa, tạnh ráo và tầm nhìn xa thì thoáng đãng trên 10 km. Không khí buổi đêm thì rất là dịu mát với mức nhiệt vào khoảng 25 độ C. Như vậy là có thể thấy là nhìn chung thời tiết cả nước sẽ đón năm mới trong cái thời tiết rất là ôn hòa và dễ chịu để thuận lợi cho mọi người dân có thể là vui chơi chào mừng năm mới vào ngày hôm nay. Và chúc quý vị sẽ đón năm mới với những điều thật là ý nghĩa cùng với người thân và gia đình.